Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố Lào Cai triển khai 30 công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã Tịnh Ấn. Những chiến sĩ áo trắng trong thời bình. Dinh dưỡng cần thiết cho bệnh nhân COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Lào Cai vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 30 công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã Tỉnh Lỵ, thành phố Lào Cai, mùng 1 tháng 9 năm 1992, mùng 1 tháng 9 năm 2022. Trong đó, 21 công trình hoàn thành trước ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022, 9 công trình khởi công mới. Các công trình chủ yếu là đường kết nối, nhà văn hóa khu dân cư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, trụ sở một số xã phường. Đáng chú ý, một số công trình dự án quan trọng như đường kết nối trung tâm thành phố đi trung tâm xã Đồng Tuyển, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, cải tạo nâng cấp đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, nhà văn hóa khu dân cư số 5 phường Nam Cường, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, cải tạo sửa chữa trường trung học cơ sở Kim Tân, tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công căn cứ danh mục công trình được phê duyệt triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tỉnh Lào Cai sẽ đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm mũi thứ 3 vaccine phòng COVID-19 cho người 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Cùng với đó, việc tiêm mũi thứ 2 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi cũng sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian này. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine. Việc tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi là 465.941 người, chiếm 97,27% dân số. Trên 350.000 người được tiêm mũi bổ sung và nhắc lại. 90,49% số dân từ 12 đến 18 tuổi đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là dịp để mọi người tôn vinh công lao, đóng góp không mệt mỏi của các y bác sĩ, cán bộ y tế trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19, họ chính là những chiến sĩ giữa thời bình. Tại các đơn vị y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho người dân, chăm sóc F0 điều trị tại nhà, thì chiến dịch tiêm chủng cũng đang được tăng tốc. Để bảo vệ sức khỏe nhân dân trước làn sóng dịch, các cán bộ y tế đang nỗ lực hết mình. Cán bộ y tế trong cái thời gian vừa qua thì cũng thực hiện là rất là nhiệt tình. Cái thứ hai là các đồng chí cũng không quản thời gian giờ giấc ngày đêm để thực hiện cái đảm bảo cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Em là người dân đây nhưng em thấy bên ngành y tế người ta rất chi là vất vả, mà phải cố gắng để hết sức mình để phòng chống COVID-19 cho người dân. Thì mong làm sao là người dân chúng ta là đi ra ngoài thực hiện 5K để phòng chống dịch, để cho bên y tế người ta đỡ phải vất vả như thế này. Trong các bệnh viện dã chiến hay các khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, các y bác sĩ cũng căng thẳng không kém. Khi số lượng bệnh nhân nhập viện tăng, lực lượng mỏng, mỗi người phải làm việc gấp nhiều lần. Đặc biệt là tại khu thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng, các y bác sĩ luôn phải thường trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý những trường hợp chuyển xấu. Hầu hết các bệnh nhân ở đây đều phải thở oxy. Một số bệnh nhân có diễn biến nặng hơn phải thở HFNC. Vì đây là khu điều trị bệnh nhân nặng, có nhiều bệnh nền phối hợp, vì vậy chúng tôi phải thường xuyên thay nhau để túc trực tại bùng bệnh để kịp thời xử trí các cái diễn biến xấu không mong muốn có thể xảy ra đối với bệnh nhân. Đặc biệt là đối với các cán bộ y tế tuyến cơ sở thường trực 24/24 và công việc thì rất là áp lực, nhu cầu của người dân thì ngày càng lớn. Thế tuy nhiên thì đối với lại các anh em ở các cái lực lượng đều vẫn nhiệt tình. Với cái tinh thần nhiệt huyết về tự tôn, về nghề nghiệp, cho nên là anh em cũng không hề quản ngại những khó khăn. Ngày Thầy thuốc Việt Nam xin gửi đến các thầy thuốc lời cảm ơn và lời tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn những chiến sĩ áo trắng đã luôn tận tâm và công hiến hết mình trong việc cứu người. Dù khó khăn gian khổ,
nhưng với một lòng đoàn kết, thương yêu chia sẻ, kẻ thù mang tên COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi. Trong năm 2022, Lào Cai sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để phục hồi kinh tế, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, duy trì việc làm, giữ chân người lao động, ngăn ngừa thiếu hụt lao động cho phục hồi sản xuất kinh doanh. Tỉnh cũng sẽ xây dựng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, sản xuất an toàn phù hợp với từng địa phương nhằm tạo việc làm tốt, thu nhập ổn định cho người lao động. Phấn đấu mỗi địa phương có ít nhất từ 2 đến 4 mô hình dự án thu hút giải quyết tạo việc làm mới, khuyến khích các hình thức phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm mới cho người lao động, xây dựng ban hành chính sách đặc thù của tỉnh thu hút các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Chủ động kêu gọi hợp tác gắn kết công tác đào tạo, lao động việc làm cho người lao động của địa phương với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Mục tiêu trong năm 2022, Lào Cai sẽ giải quyết việc làm cho trên 13.000 lao động. Giao đất, giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình quản lý, bảo vệ, sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Tại huyện Bảo Thắng, việc thực hiện chính sách này đã đáp ứng nguyện vọng của người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Những buổi tuần tra thực địa như thế này đã trở thành việc làm thường xuyên của ông Hà Văn Quang cùng các thành viên tổ bảo vệ rừng thôn Trì Thượng, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng. Mỗi tháng, tổ bảo vệ rừng cùng cán bộ kiểm lâm địa bàn tuần tra 4 lần. Nhờ đó, 50 hectare rừng tự nhiên được giao khoán đã được bảo vệ an toàn. Cái tổ tuần tra của tôi thì gồm có 7 người, thì chúng tôi thay phiên nhau. Qua quá trình tuyên truyền thì bà con thì từ đấy là đi là cũng không phá rừng mà bảo vệ rừng và chăm sóc rừng để cho rừng phát triển ngày càng tốt hơn. Vì giữ được rừng là giữ được nước cho bà con, là ví dụ như là phát triển sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Qua giao diện tích rừng cho cộng đồng trên địa bàn xã Sai Quang thì chúng tôi thấy giao trực tiếp cho người dân ở trong thôn được quản lý bảo vệ. Từ khi được giao cho cộng đồng thì cái tình trạng phát phá rừng rồi là khai thác lâm sản trái phép ở rừng thì sẽ không còn. Đặc biệt là cái hiệu quả cái việc là giao cho cộng đồng. Trong đó thì cái việc là giao cho cộng đồng thì giữ rừng, quản lý rừng được chặt chẽ và nêu cao trách nhiệm của người dân trong cái việc bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn xã. Hiện tại phương án giao trên 5.100 ha đất lâm nghiệp gắn với giao rừng cho người dân của hạt kiểm lâm huyện đã được Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng phê duyệt và đang được triển khai thí điểm tại ba xã là Trí Quang, Phú Nhuận và Thái Niên. Sau đó rút kinh nghiệm và triển khai trên địa bàn toàn huyện. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là chỗ Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai, chúng tôi cũng đã triển khai họp và tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký. Người dân rất là hưởng ứng, đặc biệt là những người dân trước đây là sau rất nhiều năm canh tác, sử dụng bền vững mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những cái mũi nhọn thúc đẩy để tạo cái nền tảng cho người dân sẵn sàng dám đầu tư, mạnh dạn đầu tư về lĩnh vực lâm nghiệp để sản xuất ổn định bền vững lâu dài sau này. Việc giao đất lâm nghiệp gắn với giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình quản lý, bảo vệ trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã góp phần nâng cao chất lượng tài nguyên rừng, đảm bảo chức năng phòng hộ, đa dạng sinh học và nguồn sinh kế cho người dân sống bằng nghề rừng. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng từng ngày. Do vậy, nhiều F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, thực hiện tự điều trị và chăm sóc tại nhà là phổ biến. Với việc chủ động cân đối và bổ sung dinh dưỡng hợp lý theo khuyến cáo của bác sĩ, nhiều bệnh nhân tự tin sẽ tăng sức đề kháng để sớm khỏi bệnh. Sau 3 ngày tự điều trị tại nhà, cùng với sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế, chủ động bổ sung các loại dinh dưỡng phù hợp theo khuyến cáo, sức khỏe của chị Bùi Thúy Hà đang có chuyển biến tích cực. Hàng ngày thì điều trị uống thuốc cũng theo hướng dẫn của bác sĩ, là khi sốt thì uống hạ sốt và uống thật nhiều nước, bổ sung các loại vitamin, nước cam. Buổi sáng thì tôi uống một cốc nước cam này, và đến buổi chiều thì tôi xay thêm một cốc sữa đậu của các loại. Nói chung là đến ngày thứ hai thì tôi thấy sức khỏe của tôi cũng đã hồi lên rất là nhiều và không còn sốt nữa, cắt cơn sốt hẳn. Sau khi cậu con trai 12 tuổi vừa kết thúc quá trình điều trị dành cho F0,
Trong tủ lạnh của gia đình chị Nguyễn Thị Hải có thêm nhiều loại đồ ăn thức uống giàu hàm lượng dinh dưỡng giúp con phục hồi sức khỏe. Tôi vẫn cho cháu uống thuốc kháng khuẩn, xê sủi, mới lại nước cam hàng ngày, mới lại sông ngày 2 lần, mới lại cho ăn thêm thịt bò, thức ăn gà, cá để cho cháu có thêm sức đề kháng. Chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng với sức khỏe của mỗi người. Với những người nhiễm COVID-19 thì tuân thủ tốt về dinh dưỡng còn mang ý nghĩa như một liều thuốc cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, việc tự chăm sóc sức khỏe tại nhà của các F0 không triệu chứng hoặc thể nhẹ cần tham khảo tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên tham vấn các y bác sĩ hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, tránh tình trạng lạm dụng thuốc và sử dụng dinh dưỡng không hợp lý. Đối với những bệnh nhân mà F0 điều trị tại nhà thì cũng phải tăng cường lên cái chất dinh dưỡng cho bản thân và mọi người trong gia đình để tăng cường sức đề kháng. Đầu tiên là phải sử dụng nhiều những cái loại thực phẩm khác nhau, đa dạng về cái nguồn thực phẩm và cái đồng thời là cũng phải đảm bảo đầy đủ những cái cung cấp những cái năng lượng thiết yếu để hoạt động. Ngoài ra thì những cái chế độ bữa ăn hàng ngày thì chúng tôi cũng khuyên người bệnh ở nhà là sử dụng nhiều những cái loại hoa quả, đặc biệt là nước cam, những cái loại nước ép trái cây để giúp cho tăng cường cái sức đề kháng để chống chọi lại cái bệnh một cách tự nhiên hơn chứ không tránh lạm dụng thuốc. Với việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học sẽ nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân, giúp họ chiến thắng bệnh và sớm phục hồi sức khỏe. Tiếp theo chương trình, Thủ tướng ban hành công điện về bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine. Nông dân Maroc bỏ ruộng đến thành phố do hạn hán. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con. Tuy nhiên, với sự nhanh nhạy trong nắm bắt tình hình, cùng với sự chủ động tháo gỡ khó khăn, các địa phương đã có những giải pháp để ổn định cuộc sống và đảm bảo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ghi nhận tại vùng cao Simacai. Gia đình ông Lưu Xeo Chư là một trong những hộ đầu tiên tại Quan Hồ Thần chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng rau ôn đới. Từ năm 2014, ông Chư cũng bắt đầu trồng rau trái vụ. Với quan điểm là không cho đất nghỉ và không chờ mùa vụ đến, nhờ sự cần cù chịu khó, 3 vụ rau bắp cải trong năm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Chư. Bắt đầu trồng cái rau bắp cải này là chú lại không đi làm thuê cái gì, là chú lại chỉ cứ bán cái rau bắp cải này thôi. Bán cái rau bắp cải là cứ đủ lại mấy đứa học sinh là đủ ăn. Cũng nhờ cây rau trái vụ mà từ đầu năm đến nay, khi dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều địa bàn của Simacai, đời sống của nhiều hộ dân vẫn được đảm bảo. Xã Quan Hồ Thần trồng hơn 50 hectare rau trái vụ, cho thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng cho mỗi 1 hectare. Đặc biệt là năm nay thì rau được giá so với các năm trước. Trung bình thì mỗi một cân rau là khoảng 5.000 trở lên. Do vậy thì cũng tạo được cái thu nhập cho bà con nhân dân trong mùa này. Mặc dù là dịch bệnh có xảy ra nhưng mà bà con vẫn tiến hành sản xuất nông nghiệp bình thường. Đặc biệt là cái việc chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân thì được bà con chuẩn bị rất là sớm. Ngay sau Tết thì bà con đã bắt đầu. Trước những diễn biến của dịch COVID-19, huyện Simacai đã định hướng cho nông dân sản xuất những cây rau ngắn ngày để có thu nhập ổn định. Bà con đã trồng được trên 500 hectare cây rau trái vụ, có nguồn thu để đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Nhờ vậy, tới thời điểm này, cơ bản các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Simacai vẫn được ổn định. Tính đến hiện nay thì đã triển khai người dân nắm đất trồng các cái cây rau vụ xuân được hơn 800 ha và triển khai gia quân trồng cây đầu năm. 10 trên 10 xã thị trấn đã tổ chức thực hiện và đã trồng được hơn 10.000 cây phân tán và 16 ha cây lâm nghiệp và đã trồng được 6,8 ha cây ăn quả ôn đới, đã tích cực trong cái việc phòng chống dịch bệnh cũng như phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Trong cả đợt rét vừa qua thì rất mừng là chưa có con gia súc nào bị chết rét. Với những định hướng đúng đắn của địa phương, bà con vùng cao yên tâm lao động sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau dịch bệnh, thích ứng với dịch bệnh. Một bộ phận lao động trong độ tuổi của Simacai cũng đã sẵn sàng đi làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, các cơ sở trong và ngoài tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 201 về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao xây dựng phương án đảm bảo an ninh an toàn, sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện khi cần thiết và triển khai hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm. Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu chỉ đạo các hãng hàng không chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa người Việt và thành viên gia đình từ Ukraine về nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thống kê số lượng người Việt Nam đang công tác, lao động, học tập tại Ukraine để thông báo cho Bộ Ngoại giao triển khai hỗ trợ, sơ tán công dân khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phát giấy tờ xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam, người gốc Việt và thành viên gia đình. Bộ Tài chính chủ trì bố trí kinh phí triển khai phương án bảo hộ công dân. Theo thống kê, hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại Ukraine, chủ yếu là ở Kharkiv, Odessa và thủ đô Kiev. Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 4 năm 2021. Theo đó, số dư quỹ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 còn 898,582 tỷ đồng. Cụ thể, tổng số chi quỹ bình ổn giá trong quý 4 năm 2021 tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 là hơn 739 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá trong quý 4 năm 2021 là hơn 666 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Tài chính, việc công bố thông tin về quỹ này nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Biến đổi khí hậu đang tàn phá các thị trấn và làng mạc ở Maroc khi hạn hán buộc nhiều nông dân quốc gia Bắc Phi này phải từ bỏ nghề nông và chuyển đến thành phố. Hiện trữ lượng tài nguyên nước tự nhiên của Maroc ước tính khoảng 22 tỷ mét khối, tương đương trung bình 620 mét khối trên người trên năm. Dự kiến con số này sẽ ở mức dưới 560 mét khối vào năm 2030, giảm khoảng 5 lần so với năm 1960. Ngân hàng Thế giới ước tính đến năm 2050, 5,4% dân số Maroc, tương đương 1,9 triệu người, sẽ buộc phải chuyển đi nơi khác sinh sống nếu không có biện pháp ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu. Các trường đại học lớn ở Afghanistan đã mở cửa trở lại sau 6 tháng kể từ khi chế độ Taliban nắm quyền ở quốc gia Trung Nam Á. Tuy nhiên, không có nhiều sinh viên hoặc giảng viên nữ trở lại giảng được. Đại học Kabul, ngôi trường lâu đời nhất và lớn nhất Afghanistan với khoảng 25.000 sinh viên theo học vào năm ngoái, đã mở lại nhưng có rất ít sinh viên đến trường. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các trường đại học trên khắp Afghanistan. Đáng chú ý, Đại học Panjshir không có sinh viên nào đến trường. Hầu hết các trường trung học dành cho nữ sinh và tất cả các trường đại học công lập ở Afghanistan đã đóng cửa sau khi Taliban giành kiểm soát đất nước vào ngày 15 tháng 8 năm 2021. Một triển lãm đầy màu sắc ở Rome đã thu hút đông đảo người yêu thích nghệ thuật, muốn khám phá những khía cạnh cá tính mạnh mẽ của chính bản thân mình. Dự án sáng tạo được thực hiện bởi 21 nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng. Những bức tường nhân tạo nhiều màu được tạo thành từ tóc, đèn neon nhấp nháy và tác phẩm điêu khắc người với những tảng đá khổng lồ trên đầu. Tất cả đều có tại triển lãm tạm dịch là sự điên rồ trong nghệ thuật đương đại. Các tác phẩm đương đại xếp thành 11 khu trưng bày riêng với phong cách rực rỡ được mô tả là vô cùng hấp dẫn và không thể đoán trước. Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 1 năm 2023. Cách Hà Nội khoảng 100 km về phía Nam, Ninh Bình là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước nhờ những cảnh quan đẹp cộng với nhiều địa điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng. Trong số những điểm du lịch của địa phương phải kể đến quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc, Bích Động. Info còn lại của chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.